Vâng, em chào các bác nha. Em mới cập bến được những em gọi là siêu tuyển nha. Về được hai công ty Tony này các bác. Bữa trước các bác nào mình hỏi công ty Tony mạch vàng thì nay em đã có hàng nha. Nhưng mà em chỉ nhờ tìm được một con thôi, màu vàng, một con màu vàng, một con màu trắng. Đấy, hai con đều có da thép. Da thép này còn đủ mát nha. Đó. Bác nào cần mát thì em sẽ kiếm theo, em còn một hai mát á. Bữa em tháo cho bác khách kia. Về được hai con tê Tony này. Rồi em sẽ đi từ đầu đến cuối nha, hai tê Tony ở cuối video nha. Và trong này có những cái siêu phẩm mà hầu như là các bác có thể họ chưa thấy luôn. Và rất là hiếm, đó là một con Senko, cái dòng nó dòng cực kỳ đẳng cấp luôn nha. Đây là một con Senko size 35 năm, Kronos 23 chân kính, mạch trắng xoáy. Đẹp lắm nha các bác. Dòng cơ cổ. Bác nào mình yêu thích tầm tay là 35 năm thì mình lấy con này. Đẹp nha, đẹp cứng á. Đấy, bọc vàng, niềng bọc vàng, bốn tay bọc vàng. Các bác nhìn mạch con này. Đẹp như thế này mà. Đẻ là đẻ trắng, phải có lông mèo là chuyện đương nhiên rồi các bác. Nhưng mà nó được giữ kỹ, rất là kỹ. Đấy, Kronos. Con này đẹp cứng luôn nha, không còn bạc. 3.8 nha các bác, 3.8, size 35 năm. Một con Senko Kronos 23 chân kính lần nha các bác. 23 chân kính. 3.8 nha. Đẹp mấy miều luôn nha. Rồi, em lên một siêu phẩm thị sĩ cơ cổ nữa, con này thì đẹp chấm mút luôn. Con Endicat thị sĩ 23 chân kính mạch vàng lòng gà. Vàng mỡ gà đó các bác. Các bác nhìn từ cái kim và từ cái cọc này. Đấy. Đặc biệt con này là size tới là 36 năm. 36 năm nhưng mà cái viền nó rất là mỏng các bác. Hầu như là nó tràn viền lên nên là nhìn con này nó cực kỳ sexy nha. Cực kỳ sexy và các thấy bốn càng là càng gãy luôn nha. Trước em có về một con các bác. Nó đẹp gọi là không có điểm nào mà gọi là có thể chê được. Con Enercat thị sĩ 23 chân kính. Mạch lòng vàng mở ra. Màn hình là tràn viền, size 36 năm. Cơ cổ tuyệt vời, con này siêu mỏng nữa. Mỏng đẹp. Cực kỳ sexy luôn. Bán là chốt thì nhanh tay nha, con này 4.800.000 nha. 4.8 bao gồm phí ship nha, chuyện khoản đổi bớt 100, còn 47. Ồ, con Enicat thị sĩ. Đẹp một cách là nhá nhựa luôn. 4.8. Em tiếp tục về được một con Rado mạch vàng. Mạch vàng dòng Golden Hound. Một lịch. Xuất sắc nha, đối với con này là xuất sắc, size 35. Đấy, rất xuất sắc luôn. Niền này các bác, càng chân đồ không bị mỉa nha, hàng bên em tuyển rất kỹ, không bị mẻ nha. Đấy, có thấy chưa? Đâu ra đó. Giá thì con này em để các bác là 7.8 triệu nha. Con này 7.8 triệu nha các bác. 7.800.000. Rado Golden Hound mạch vàng. Mạch vàng nha. 7.8 triệu. Quá là xuất sắc. Bác nào cần hình chi tiết cứ alo cho em, chứ còn xem bên này cũng rất là chi tiết rồi, em quay cực kỳ kỹ luôn. Hàng bên em hàng tuyển. Đây là những con cơ auto thị sĩ Golden Hound mạch vàng nha, con Rado mạch vàng size 35. Rồi em lên một con, các bác sẽ chưa bao giờ thấy, một con Kitigen chung reo nhưng mà nó là dòng một lịch. Nó có lịch nha các bác. Cũng là lần đầu tiên em bắt gặp con này luôn, cực kỳ hiếm. Kitigen Ela chung reo size 37. Một lịch. Đẹp cứng luôn. Con này size 37. Giá con này là 7.500.000. Chưa ai làm được sở hữu cái con mà Kitigen chung reo mà có lịch đâu các bác. Con này được đến 10 viên đá nha các bác. Đá quý. 7.500.000. Tất cả các bác nào đang sở hữu em này thì chắc gì đã em sở hữu được một con có lịch chung reo này. Đến 10 viên đá quý nha các bác. Size 37. 7.500.000.
niềng này các bác, đẹp nhái cứng vậy đó. Máy cơ lên một siêu phẩm của Senco, Senco Graphic 64 chân kính nha bác, siêu khủng chưa. Mạch vàng hai con rồng, phiên bản là phiên bản giới hạn nha các bác. Các bác cứ lên Google và đánh nè, dòng Senco Grand Freak 64 nha, 64 chân kính. Đây là những con hàng có số lượng có hạn nha các bác. Em về được con này cũng cực kỳ là hiếm nha. Bọc vàng nguyên con luôn nha, 14k Senco Grand Freak 64 chân kính, size 37 năm. Giá con này là 9 triệu. Các bác lên Google chỉ cần đánh Senco Grand Freak 64 chân kính là nó sẽ ra. Gọi là hàng truy lùng quá. Senco size 37 năm, giá 9 triệu nha. Đây em để các bác cùng ngắm thêm nó một tí nha. Đây Grand Freak 64 chân kính thuộc phân khúc siêu khủng, giá 9 triệu bọc vàng nguyên con. Rồi em lên hai công ty Tony, con này lướt về nha, con mạch vàng này hồi bữa có bác khách gọi này, bác lấy em có kìm theo bộ dây da nha, bộ dây da đây em mua cho các bác con này, nhiều bác cũng cần dây da về có thể thay đổi. Đấy. Vẫn giá em để là 7.500.000 nha, lịch lọc hai lịch, tích cốt lên tới 42 giờ, dây thép bọc vàng, niềng bọc vàng, những em tay Tony đây các bác cực kỳ chắc luôn, ngon, độ đẹp đạt lên tới 95-97% nha, nấm nó sẽ có logo thương hiệu tay Tony, size nó là size 37mm, một con vàng một con trắng nha, một con vàng một con trắng, hai con đều đẹp ken hết, đấy. Những con này về không cần spa nha, không cần spa, đẹp, có kìm theo dây cho các bác nha, có thêm dây da này, bác có lấy dây nâu dây đen cũng được. Quá xuất sắc, chốt alo em nha. Con này hai con này đồng giá là 7.500.000 nha các bác. Lần này về được một con trắng một con mạch vàng, đẹp. Bác nào thích những cái form đời cao siêu sang này thì lấy con này 7.500.000 một con. Đây là những con mới về trong trưa ngày hôm nay đấy các bác.